Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Nghị Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật Tác Đại Chiến Minh Thành Kính Đảnh Lễ Hòa Thượng Viện Chủ Thượng Tọa Trụ Trì Cùng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Đạo Tràng Chùa Hoàng Pháp Và Trân Trọng Kính Chào Toàn Thể Quý Đạo Hữu Phật Tử Đang Hiện Diện Hôm Nay thì rất vui khi hôm nay được trở lại chùa Học Pháp để chia sẻ pháp thoại với quý vị à, cũng không khí đông hàng ngàn người ngồi kín cái dạng đường rất là hiện đại và rất là đẹp này nhìn quý vị là tự nhiên trong tôi nó có đầy sự cảm hứng rồi ước ao gì và có thời gian mình có thể nói suốt từ sáng tới chiều cũng được nữa <laughs> Hôm nay lại có thêm một cái chi tiết đặc biệt, không biết là ngày nào cũng vậy hay là chỉ có bữa nay là trước khi vào buổi pháp thoại có được nghe bản Phật giáo Việt Nam nữa phải không quý vị? Không biết có phải vì cái đề tài thầy giảng ngày hôm nay hay không, hay là à, nó đã có một sự đổi thay? Nhưng mà nghe lại những câu à, nào cùng nắm tay kết nên một đài sen vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam. hả không ạ? À? Nó có một cái gì đó, nó làm cho thầy rất là xúc động. Thầy rất là xúc động. Bởi vì... đúng như là ca từ của bản nhạc Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Việt Nam có một cái truyền thống lâu đời, có một nét đẹp đặc trưng mà có lẽ không ở đâu có. Và có những cái đạo tràng tu học như đạo tràng chùa Hoàng Pháp như thế này, à, rất đông đảo, rất nề nếp, rất bài bản. Cho nên là được đến ngồi ở đây với quý vị là bản thân chúng tôi cũng được nhiếp trong cái tinh thần tu học của các Phật tử. Chúng tôi rất là hoan hỷ và rất là vui. Và ngày hôm nay khi nghe ban tổ chức mời giảng chùa Hoàng Pháp đó Thực ra chắc quý vị trong đây ít nhiều thì cũng có biết thầy phải không ạ? À? Nhiều vị biết thầy Trước đây là thầy chuyên giảng về lời khai thị của chi tổ Mà đặc biệt là 13 vị tổ tịnh độ Thực ra 13 vị thầy, thầy giảng chưa hết 13 vị Nhưng mà mấy lần gần đây Hoàng Pháp mời thầy lại không giảng tiếp cái đó Mà cũng tùy theo mỗi cái uh, giai đoạn mà mình nói một cái đề tài nào đó cho nó phù hợp, đáp ứng những cái quan tâm đặc biệt của thính chúng. Cho nên ngày hôm nay đó, khi ban tổ chức mời đó thì gần đây Thầy nghe rất nhiều người hỏi về sự truyền thừa Tịnh Độ Tông Việt Nam. Ở Việt Nam có sự truyền thừa về Tịnh Độ Tông hay không? Sự truyền thừa đó như thế nào, hay là cái pháp môn mà chúng ta tu học đó nó có chính thống hay không hay là do người sau bịa đặt ra rồi pháp môn này dành cho căn cơ nào đây có phải chỉ cho mấy bà già trầu mấy người thất tình chán đời bất đắc chí vô chùa tụng kinh niệm phật núp bóng phật tổ để thoa dịu những nỗi thất bại đến đâu trên đường đời hay không hay là có một cái hệ thống tu học từ xưa đến đến nay vân vân thì có rất nhiều người mới tiếp cận với đạo Phật và nghe rất nhiều những cái luận điều như thế này thì họ có sự hoang mang cho nên là họ hỏi với thầy là ở Việt Nam có sự truyền thừa về tịnh độ tông hay không và họ muốn thầy trả lời nhân những câu hỏi đó đó cho nên có điều kiện đến chia sẻ pháp thoại với các Phật tử chùa Hoàng Pháp thầy muốn chia sẻ cái đề tài này đó là gì sự truyền thừa của tịnh độ tông Việt Nam <laughs> nhưng mà bây giờ trước hết chúng ta phải à, định nghĩa một chút xíu đã không ạ à? ở Việt Nam có tịnh độ tông không quý vị có không học có. <laughs> à, ở Việt Nam có sự truyền thừa về tình độ tông không quý vị cũng không có luôn à, đây mới là vấn đề thầy muốn chia sẻ với quý vị đó nhiều người họ không thấy sự truyền thừa cho nên họ mới đặt vấn vấn đề mà đừng nói tới tịnh độ tông đối với tất cả các tông phái cũng như vậy kể cả thiện thì tông mật tông Lực Tông Hoa Nghiêm Tông Thiên Thai Tông Pháp Tướng Tông Tam Luận Tông Mười Tông Phái Phật Giáo xin thưa quý vị Ở Việt Nam mình Không có tổ tổ tương truyền Tức là không có thầy truyền cho trò Rồi trò truyền cho Cho trò nối dài Từ xưa đến nay Mà ngay cả về Thiền Tông đó thì à, mỗi lần mà mấy thầy viên tịch đó, quý vị hay nghe là tự lâm tế chánh tông, đúng không ạ? À? À, tứ thập nhị thế tam thế gì đó, tức là nối dòng lâm, lâm tế. Nhưng mà có nhiều khi thầy hỏi đâu là bản sắc của lâm tế, thì không ai trả lời được hết. Đâu là bản sắc của lâm tế ở Việt Nam, thì không ai trả lời lời được mà viết tịch nằm xuống thì cũng là nối dòng lắm lâm tế tức là có sự truyền thừa về con có người thầy truyền cho trò từ đời này qua đời đời kia hả không ạ à? nhưng mà rốt cuộc cái bản sắc của thiền lâm tế thì gần như mình không có sự truyền truyền thừa cho nên á gọi là lâm tế tức là thiền tông á quý vị ha nhưng mà chùa thì tu tỉnh tịnh độ hả không ạ à? gọi là thiền sư mà lại niệm niệm Phật Thậm chí có những chỗ để là thiền viện Nhưng mà ở trong lại tổ chức tu niệm niệm Phật à, Cho nên nó có những cái vấn đề thực sự làm cho nhiều người thắc hoang mang Nhiều người thắc, thắc mắc Cũng vậy nói rằng Việt Nam có tịnh độ tông hay không? Thì thật ra nó cũng không có tịnh độ tông Bởi sự thành lập một tông phái đó Nó đòi hỏi phải ba điều kiện Thứ nhất là giáo nghĩa Thứ hai là kinh điển ý Ý ký Và thứ ba là sự truyền thừa Có thể thầy nói chỗ này nó hơi xa lạ Đối với các Phật tử một chút xíu Nhưng vì với đề tài này thầy phải nói rõ Muốn thành lập một tông phái đó Thì nó phải có gì quý vị Thứ nhất là giáo nghĩa Cái thứ hai là kinh điển ý Ý cứ Và thứ ba là sự truyền Truyền thừa Thầy truyền cho trò Trò duyên xuống cho cho rò nữa tổ tổ tướng tương truyền thì thật ra đó tông phái là một đặc sản của trung trung hoa của trung quốc chứ không phải của việt việt nam ở trung quốc mới có thành lập tông tông phái nhật bản cũng có tông tông phái sau này nhưng mà cái chính là ở chúng trung, trung quốc từ xưa đó người ta mới thành lập tông mà thật ra cũng chẳng có ai là thành lập tông hết nhưng mà khi giáo nghĩa được truyền dựa trên nền tảng những bộ kinh kinh điển và sau này người ta mới thấy rằng cái vị đó là vị đầu tiên xiển dư cái kinh điển này xiển dư cái giáo nghĩa này thì người ta mới tu cái vị đó lên làm sơ tổ hả mà cái người mà tiếp nối những cái giáo nghĩa của vị thầy truyền đó người ta gọi là vị vị tổ kéo dài xuống hả không mà như vậy thiền tông nè thì quý vị đã nghe rất là nhiều từ bồ đề đạt ma truyền xuống cho huệ khả Hệ khả truyền xuống cho Tăng Sáng, Tăng Sáng truyền xuống cho Đạo Tín, Đạo Tín truyền xuống cho Hoàng Nhẫn, Hoàng Nhẫn truyền xuống cho Huệ, Huệ Năng sau này đẻ ra Ngũ Gia Thất Tông gì đó mà mà trong đó có dòng Lâm Tế truyền vào Việt, Việt Nam và dòng Tào Động truyền ra ngoài miền miền Bắc. À, Tổ Nguyên Thiều đời thứ 33 dòng Thiền Lâm Lâm Tế truyền qua Việt Nam rồi bắt đầu từ đó trở xuống 34 35 chia ra những chi nhánh như là chi nhánh trúc thánh lâm tế trúc thánh ở quảng nam rồi hay là lâm tế liễu quán ở ngoài ngoài huế gì đó cho nên quý thầy sau này viên tịch đề nó là tự lâm tế chánh tông tức là nối cái dòng thiền lâm tế à, và tất cả những bộ sử liệu của phật giáo việt nam mình cũng hầu hết nói về thiền thiền tông gần như không có nói về tịnh tịnh đồ rất nhiều những tác phẩm lớn về lịch sử Phật giáo Việt Nam chủ yếu nói về thiện thiện tông không nói về tịnh độ cho nên gần như chúng ta mất liên lạc với quá khứ à, thầy nhớ rằng có lần thầy đi ra miền Bắc vào khoảng đầu thập niên 90 đó thầy đi ra trở về cái nguồn thiền cái quê hương của thiền trúc lâm yên tử thầy lên trên núi yên tử vào buổi sáng sớm thầy thấy phật tử từ trên đỉnh núi đi đi xuống rất nhiều người từ dưới đi lên và trên biển ai cũng râm rang niệm nam mô a di đà đà phật câu a di đà phật vang hết cả núi rừng thế đó của tại quê hương của dòng thiền trúc lâm biên tử Mà tại sao cái tiếng niệm phật râm ran như thế và tiếng niệm phật này đó nó không phải mới phát xuất từ đây mà nó đã thấm trong từng gì quý vị từng hơi thở của người dân việt nam thông qua thi ca thông qua ấm âm nhạc thông qua tuồng tích gần như giáo nghĩa tịnh độ bàn bạc ở miền Bắc trước đây, đó. cho nên thầy nghĩ phải có một cái sự truyền thừa đặc biệt nào đó về pháp môn tịnh độ ở miền Bắc và cũng như tất cả những cái chùa miền Nam này, quý vị thấy không ạ? À? Thờ gì quý vị? Thờ Đức Phật A Di Đà hoặc là thờ Tây Phương Tám Tam Thánh tức là Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế thì chỉ há mà đi rất nhiều những ngôi chùa cổ miền Nam này đều thờ Tây Phương Tám Tạm Thánh để mình biết rằng ở Việt Nam mình Pháp Vô Tình Độ đã được vậy đã được phát triển rất là rộng rộng rãi nhưng vì gần đây đó có rất nhiều người nghĩ rằng à, Phật giáo chính thống thì người ta dùng gọi là Phật giáo nguyên chất đó là phải phải thiền thấy không mà mà thiền đây là thiền tứ niệm niệm xứ thiền theo kiểu kinh điển nguyên nguyên thủy của gì của ni ca chứ không phải tổ sư thiền của Trung Hoa nha là khác nữa quý vị biết không ạ ờ, có rất nhiều những cái như vậy những thầy trẻ lớn lên họ đọc sách họ học họ nghiên cứu và thậm chí rất nhiều vị quay lưng với pháp môn tịnh tịnh độ và người ta cho rằng tịnh độ chỉ là pháp môn dành cho những người sơ cơ dành cho những bà già trầu dành cho những người chán đời thất tình Đấy không mà chồng bỏ bồ đá gì đó vô chùa niệm niệm phật cho tiêu ngày đoạn đoạn tháng nứt bóng phật tổ để thoa dịu những cái thất bại trên đường đời của mình và người ta nghĩ pháp môn tịnh độ là tiêu cực cho nên có một số người tu tịnh độ cũng tu theo một cái thái độ rất là tiêu tiêu cực À, úp mặt quay lưng với cuộc cuộc đời chạy trốn cuộc cuộc đời thôi thì ha mà à, về niệm nam nam mô gì đó đại loại như thế cho nên là làm cho rất nhiều người hiểu lầm cái pháp môn tịnh tịnh độ do đó thầy nghĩ rằng cái buổi pháp thoại hôm nay thầy chỉ chia sẻ về sự truyền thừa tịnh độ tông Việt Nam nhưng mà thầy khẳng định lại với quý vị là việt nam không có cái gọi là tịnh độ tông nha thầy nói như vậy đó để đặt thành một vấn đề ở việt nam không có cái gọi là tịnh độ độ tông bởi sự thành lập một tông phái phải đòi hỏi ba điều điều kiện thứ nhất là giáo nghĩa thứ hai là kinh điển ý ý ký và thứ ba là sự truyền truyền thừa ở việt nam có sự truyền thừa không thầy nói không là bởi vì thầy đặt vấn đề thì thầy phải trả Trả lời là không có sự truyền thừa tổ tổ tướng từ truyền nhưng đặc biệt là có sự truyền thừa về giáo nghĩa cái việc hiểu rõ mà có sự truyền thừa về giáo giáo nghĩa nghĩa là giáo nghĩa tịnh độ thì vẫn được truyền từ xưa đến đến nay gần như chưa bao giờ gián gián đoạn mà thật ra xét về bên Trung Quốc cũng như vậy thôi nói tịnh độ tông của Trung Quốc á có rất nhiều người họ không đồng ý quý vị Tại vì sao vậy Suốt gần như là 1.600 năm Kể từ tổ Huệ Viễn Sơ tổ của tình đời Tông Trung Trung Quốc sống vào đời Đông Tấn Hả không à, Ngài thành lập liên xã Bạch liên xã đó, ở trên lô Lô Sơn từ đời Đông Tấn là khoảng 300 mấy đó ha quý vị ha à, Cho đến 416 Tức là cách đây khoảng nhiêu quý vị hơn 1600 trăm năm mà có 13 ông ông tổ mình mình hay gọi là liên tông thập tám tám tổ mà thầy hay giảng đó 1600 năm mà tại sao có 13 vị quý vị không đúng 100 năm ít ra cũng phải là bốn vị nếu gọi là có sự truyền truyền thừa cho nên đó, ở Trung Quốc cũng không có sự truyền thừa về tịnh độ tông thầy muốn nói rõ như vậy nha quý vị nha nhưng mà sau này đó Các tổ đời sau, các vị đời sau đó Người ta thấy vị đó là người đầu tiên khai sáng ra Cái pháp tu này Cho nên là tôn tổ hệ viễn làm sơ Sơ tổ Chứ giả hạn Nhật Bản họ không đồng ý Ngài Huệ Viễn là sơ tổ Mà người ta cho rằng Ngài Đàm Loan mới thực sự là sơ sơ tổ của tịnh Độ Tông Bởi vì ngay cả thư Huệ Viễn Kinh Na Di Đà còn chưa được dịch qua ở Trung, Trung Quốc nữa Đàm Loan là thầy của đạo Đạo xước Đạo xước là thầy của thiện Thiện đạo Nhưng mà trong liên tông thập tam tổ Thì xếp Ngài thiện đạo làm dị tổ Của liên Liên tông rồi tam tổ hoành nhạc Bác chu thừa viễn nè Tứ tổ trường an ngũ hội pháp chiếu nè Ngũ tổ tăng đình đài nham thiếu khang nè Rồi lục tổ là vĩnh minh trí giác diễn Duyên thọ thất tổ là chiêu khánh viên tình tỉnh thường Bác tổ là Vân Thê Châu Hoàng Liên Trì Cửu tổ là Bắc Thiên Mục Linh Phong Trí Trí Húc Thập tổ là Ngu Sơn Phổ như Hành Sách Thập nhất tổ là gì? Tỉnh Am Tề Tư Thiệt Hiền Rồi thập nhị tổ là Hồng Loa Tư Phước Tế Tỉnh Và thập tam tổ là Tô Châu Linh Nham Ấn Ấn Hoàng Ngã Ấn Hoàng sống vào thế kỷ 20 quý vị ha ngạn Hoàng đã từng qua Việt Việt Nam Thì quý vị tưởng tượng từ, từ ngày Lô Sơn Huệ Viễn đời Đông Đông Tấn Cho đến ngày Ấn Quang đời dân quốc khoảng 1.600 năm Mà chỉ có 13 vị vị tổ Thì quý vị nghĩ có sự truyền thừa không? Không có Không có sự truyền thừa Mà chẳng qua người đời sau đó Thấy các vị là, là thấy cao phong của các vị cho nên mới gì? Mới suy tôn vị đó, ở cái thời đó là tổ đó, tổ đó, tổ đó. Chứ không có sự truyền thừa về có người Thế mà thiền tông không có sự truyền thừa rõ ràng mà tịnh độ tông thì không có mà thầy nghĩ đó sự truyền thừa về có người đó đôi lúc nói gì quý vị nó không hay như việt nam vậy mà mà hay tại vì sao Vì sự truyền thừa chẳng hạn như vị thầy thì quá vĩ đại nhưng mà ông trò thì sao quý vị nhiều khi không xin lỗi không ra gì hả mà nhưng bởi vì ông đệ tử của ông thầy đã rốt cuộc phải phong ông làm Làm tổ thì như vậy nó không có gì quý vị Nó không có hay Nó không phải vị nào cũng là tổ là ghế Ghê gớm Cho nên á có nhiều thời gian Có những vị họ không có xứng đáng được làm tổ Mặc dù họ được truyền truyền thừa đó Cho nên ở Việt Nam mình gần như không có sự truyền thừa giữa con con người mà thầy thấy nó hay nhưng về mặt giáo nghĩa đó thì có sự truyền thừa rõ rõ ràng tức là từ đời này qua đời khác cái pháp vô tu học của chúng ta chưa hề giảng giảng đoạn và vẫn được phát triển càng ngày càng càng nhiều càng ngày càng hứng hưng thịnh đó mới chính là sự truyền thừa mà chúng ta ta cần chứ chúng ta không cần ông này hay ông ông kia vị tổ này hay vị tổ tổ nọ ai sơ tổ ai nhị tổ ai tam tổ không quan trọng mà cái quan trọng là cái pháp môn tu học chúng ta Vẫn được truyền thừa từ xưa cho tới Tới nay Và thầy muốn bật bí với tất cả các Phật tử Ở chùa Hoàng Pháp này ha ạ Pháp môn tịch độ Ở Việt Nam Còn có trước cả Trung Trung Quốc Đó là một cái điều đặc biệt đó nha ha Theo nghiên cứu của các nhà biết sĩ đó Thì Tình độ giáo là một à, pháp môn à, tu học, hết sức là gì? Hết sức là phổ quát. Nói như thấy Hư Đại Sư đó, tình độ và luật không nên tách thành tông độc lập. Tông tức là tông phái đó quý vị ha. Tông phái thì mới đáp ứng rất nhiều những cái điều kiện mà hồi nãy Thầy nói đó. Trong khi Thầy Hư Đại Sư đó, một nhà cải cách Phật giáo, Ngài nói rằng, Tịnh độ và luật không nên tách thành tống độc lập Bởi vì bất kỳ tống phái nào Thì cũng phải lấy giới luật làm nền Nền tảng Và tống phái nào rồi cũng quy hướng về tịnh Tịnh độ đúng không ạ à? Tống phái nào rồi cũng quy hướng về tịnh Tịnh độ vì tịnh độ là gì Tịnh độ là tịnh hóa nhân tâm Và tịnh hóa quốc Quốc độ nói một cách dễ hiểu Tịnh độ tức là làm trong sạch cái tâm của Của mình khi tâm của mình mà nó thanh tịnh Thì cái môi trường xung quanh của mình Nó cũng sẽ thanh Thanh tịnh, đúng không ạ? Đó là ý nghĩa của tình độ thôi Tình độ là làm trong sạch cái tâm của của mình Tâm mình thanh tịnh Thì môi trường xung quanh của mình nó thanh tịnh Quốc độ nó thanh Thanh tịnh Bây giờ hỏi quý vị nha Cái giảng đường chùa Hoàng Pháp mình nó có thanh tịnh không? Chưa chắc <laughs> Nếu tất cả quý Phật tử bận áo tràng ngồi im đây niệm Phật Thì nó thanh tịnh Đúng không? Vì tâm quý vị thánh Thanh tịnh Chứ giờ thấy chục bộ bài ra đây ngồi quýt bài thì xem Thì cái dạng đường này biến thành cái casino mất tiêu Đấy không ạ? À? Cho nên thanh tịnh đấy không là do đây Do ai quý vị? Do mình Tâm mình thanh tịnh thì môi trường này nó thanh Thanh tịnh Đó là ý nghĩa của tịnh Tịnh độ Tịnh độ là tịnh hóa nhân tâm và tịnh hóa quốc độ và trong kinh duy ma cũng nói tùy kỳ tâm tịnh tức quốc độ độ tịnh khi tâm mình thanh tịnh thì cái môi trường cái cõi nước nó sẽ thanh thanh tịnh và tịnh độ đó với thiền và những tông phái khác đó nó có những sự dị biệt rõ ràng đặc biệt á pháp môn tịnh độ đó chú trọng đến gì quý vị có chú trọng đến gì đến tha lực thay vì thiền chỉ nói về tự tự lực hả mà giáo ngoại biệt truyền bất lập văn tự trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật được vậy đó đi thẳng vào tâm người thấy tánh là thành thành phật thiền họ nói là như vậy nhưng mà không có nói đến yếu tố tha tha lực còn tịnh độ mình đó, như thầy đã từng giảng nhiều lần tin là phải tin vào chính chính mình và tin vào nguyện lực của đức Đức Phật khác mà Đây là cái điểm đặc biệt giữa tịnh độ khác với những tông phái Tông phái khác Cho nên ở Việt Nam mình á, Thầy đưa cái đầu đề lên Để giống như là đặt một vấn đề vậy thôi Ở Việt Nam mình không có cái gọi là tịnh độ Độ tông Nhưng có pháp môn tịnh Tịnh độ Hay mà chúng ta nói một cách dễ hiểu là pháp môn niệm Niệm Phật Hay là pháp môn tu hành Nương giờ vào quyền lực của Của Phật à thì điều này là điều rất là rõ ràng mà thầy muốn trạch pháp để cho quý vị thấy rõ mình à, có tự lực nổi không nổi không không khó quá hay không ạ à? bây giờ thì à, đầu hai thứ tóc hết rồi đúng không quý vị mà đừng nói tới hai thứ tóc trẻ cũng giống như vậy thôi vì đời sống này nó ngắn ngắn ngủi hay mà đời sống con người chỉ trong một hơi hơi thở một hơi thở ra mà không trở vào lại thì thân này đây đã hóa thành cho cho bụi chính vì vậy đó à, bảo rằng tự lực thì đời này mình tự lực không không nổi ngay trong đời này phải liễu sanh thoát tử ngay trong đời này phải gì phải tiêu diệt hết tất cả những phiền phiền não tham sân si diệt nổi không không nổi Đấy mà bây giờ cho quý vị tu mấy chục năm đi đã hết tham sân si chưa chưa chứng a la hán thì mới diệt trừ được hết tất cả những phiền não cắn căn bản tham sân si mạng mà nghi phải tới khi đắc quả la hán đi trong khi bây giờ tu là tu lai rai không? không tu kỷ niệm à, ta tu được trăm à, khóa chùa học pháp rồi rồi giải hạn như vậy Nhưng mà có tu bao nhiêu không không có hả mà à, cho nên bảo rằng ngay trong đời này dẹp hết tất cả những căn bản phiền não dẹp không không nổi à, không nổi rồi thì sao nói như Vĩnh Minh Duyên Thọ đó tới khi chết rồi mình chẳng biết mình đi về về đâu trong khi đó à, pháp môn Tịnh Độ đó có cái điều đặc biệt gì quý vị biết không à, Tịnh Độ là ông Phật ổng từ bi lắm cho nên gọi là pháp môn Tịnh Độ là gì có nói gì đới nghiệp vãng vãng sanh ở đây tu hổng xong ha mà thì làm gì mang cái nghiệp này về bên kia tu tu tiếp về cực lạc rồi tu Tương tiếp, về cực lạc còn tham sân si không? Còn Về cực lạc vẫn còn tham sân Sân si Dễ gì hết quý vị Nhưng mà về đó là sao quý vị à, Tại sao không ở đây tu Và phải về đó tu Tại vì đó có gì Có Đức Phật A Di Đà Chư Thượng Thiện Nhân Câu hội nhất Nhất sứ được câu hội cùng một lần với Các Bậc Thiện Hữu Trí Trí Thức có những y báo thủ. thù thắng có những gì quý vị à, mỗi khi có gió nhẹ thổi qua à, những hàng cây báu phải mà nó phát ra những âm thanh vi vu giống như trăm thứ nhạc trên cõi trời đồng thời trỗi dậy người nghe liền khởi lên cái tâm niệm phật niệm pháp niệm niệm tán phải không ạ à? ở đó có những loài chim báu như chim gì chim anh võ chim xá lợi chim ca lăng tần già chim cổng cộng mà ngày đêm nó hót ra những âm thanh vi diệu Trong những âm thanh đó diễn sướng những pháp âm Như ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề, phần bát thánh đạo Đạo phần người nghe liền khởi lên cái tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Niệm tăng, dễ tu không? Dễ tu hả mà Còn đây thấy gì? Thấy tai nạn Thấy kẹt xe Thấy còi xe bin bin Hả mà Thấy gì? thấy toàn là những cảnh thiếu tiêu cực những cảnh đau đau khổ khó tu phải không quý vị rồi chồng kêu rồi con réo à? à, nợ đòi rồi đủ thứ thứ cả cho nên rất là khó khó tu cho nên mình nguyện vãng sanh về tây tây phương mặc dầu về đó thì tham sân si vẫn còn nhưng vì đó tiếp tục tục tu tiếp tục tu thì chắc chắn là mình sẽ tiến tiến bộ phải không ạ à? Ờ, mình đó hàng ngày mình được nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, và đặc biệt cái gọi cực lạc của Đức Phật a Di Đà người ta gọi là a bệ bạc trí tức là bất thối chuyển đã lên đó rồi đó thì không còn lui sụt nữa. Thay vì đó ngày xưa ở Trung Hoa kể cả Việt Nam nha cũng có rất nhiều những cái gì những cái tịnh độ vì tịnh độ không phải chỉ có tịnh độ của Đức Phật A Di Đà đâu nha, còn cái tịnh độ gì tịnh độ đấu sức của Đức Phật Dí Di lạc hả mà bậc bất nhất sanh bổ xứ đó tịnh độ gì tịnh độ lưu ly của đức phật dược dược sứ rồi tịnh độ bất động của đức phật á á súc vân vân hả mà rất nhiều cõi tịnh độ và người ta vẫn có nhiều truyền thống tu lắm nhưng chư tổ của liên tông đó khuyên chúng ta tu tịnh độ cực lạc của đức phật a di vì đà vì cõi cực lạc là cõi a bệ bạc trí tức là bất thối chuyển bất thối đọa mà không bị lui sụp còn chẳng hạn như về cõi trời đấu sức của Đức Phật Di Lặc đi Vô được nội viện thiên cung được á, thì thì không thua gì được cõi cực lạc cả Nhưng nếu không vô được nội viện mà ở ngoại Ngoại viện, cõi đó là cõi dục quý vị nha à, Đấu sức vẫn còn rằm trong sáu tầng trời cõi dục Thì vẫn còn có thể bị lúi, lúi sụp Thấy không ạ? À? À, mà vẫn bị thối đọa Cho nên mình phải nguyện vãng sanh tây Thầy phương là vì vậy đó. À, thầy cũng phân tích rõ để quý vị thấy cái pháp môn mà mình đang tu tập đó nó có những cái căn bản chỉ dựa trên á, ba yếu tố tín nguyện và và hạnh lát nữa còn thời gian thì sẽ nói kỹ hả mà à, nhưng ngày án quan dạy chúng ta rất là rõ ràng và thầy đã nói nhiều lần ở chùa hoàng pháp này tín và nguyện quyết định có vãng sanh hay không vãng vãng sanh còn hạnh á chỉ quyết định vãng sanh ở phẩm vị cao hay phẩm vị vị thấp mà thôi à, mình tin rằng mình sẽ về cực lạc mình phát nguyện sanh về cực lạc thì mình sẽ về cực cực lạc à, tính vào quyền quyết định vãng sanh hay không vãng sanh còn mình niệm được bao nhiêu mình thực hành như thế thế nào đó thì chỉ quyết định là vãng sanh ở phẩm vị cao hay phẩm vị thấp thôi vì á, cực lạc có cửu phẩm liên liên hoa đúng không ạ à? Ờ à, thượng phẩm trung phẩm hạ Hạ phẩm thượng 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 trung thượng Thượng hạ trung thượng trung 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 hạ hạ thượng hạ trung hạ 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 như vậy là chín phẩm phải không ạ à? Ờ à, thì mình không biết là mình tới cái phẩm nào Nhưng mà đã về tới đó rồi thì không còn bị lúi lùi sụp Đó là một cái điều rất là đặc biệt Cuộc đời này nó đau khổ lắm Cuộc đời này nó đầy dãy những phiền Phiền não Thế giới này thì nó bất Bất an à. Cho nên đó Chúng ta không khoanh tay bỏ gối ngồi đó để cuộc đời nó đẩy đi đến đâu đó thì thì đẩy, hay nói rằng tu được chừng mô đó thì tu. Mà chúng ta quyết định phải vãng vãng sanh. À, chúng ta phải quy hướng về tịnh tịnh độ, đó là thái độ tích cực của người tu tịnh độ. Chứ không phải là tịnh độ là pháp môn tiêu cực nha. Nhiều người cho rằng tu tịnh độ là tiêu cực nhưng mà tiêu cực sao Thấy vì cuộc đời này đã đau khổ Cứ bây giờ nhắm mắt suối tay Không Mình tích cực chuyển hóa cái tâm của Của mình cho thanh tịnh Để quy hướng về tình độ Tìm cho mình một cảnh giới tốt đẹp hơn An lạnh Lành hơn Không có cảnh đó, trò chửi thầy Con mắng cha Không có gì tham nhũng Không có gì lừa lọc Không có chiến tranh Không có chết chóc Không có dịch bệnh có người có nhu cầu tìm đến một thế giới tốt, tốt đẹp đó là một thái độ tích cực của người tu tịnh tịnh độ và đó thầy đã nói rất là nhiều lần người tu tịnh độ không phải chỉ chờ ông Phật về đây rước mình mà bản thân mình phải làm gì phải quy hướng tịnh tịnh độ à, trong kinh lăng nghiêm chương đại thế Chí đó có nói đó các đức như lai trong mười phương thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con nhưng nếu con không nhớ mẹ thì cái nhớ của mẹ cũng chẳng làm làm gì nếu con nhớ mẹ ức phật niệm phật hiện tại đương lai nhất định kiến phật đã về không ạ à? à, mẹ đi tìm con mà con cái quay lưng với mẹ hoài thì mẹ cũng chịu thôi cho nên á pháp môn tịnh độ là rất cần cái tự lực tức là bản thân mình phải tìm đến với với phật à, có nhiều người nói pháp môn tình đồ là cứu độ Pháp môn cứu độ tôi nói không phải luôn Mình đọc hoài mình thấy đó Quy mạng lễ A-di-đà Phật Ở phương Tây thế giới an lành Con nay xin phát nguyện vãng sanh Cuối xin đức từ bí Tiếp độ đúng rồi à. Tiếp độ chứ không phải cứu độ Nha trong giáo lý nhà Phật không có cái khái niệm cứu rỗi không có ai cổng mình về cực lạc hết trơn á đức phật di đà đứng đâu quý vị đứng giữa biển khơi nhìn thấy hình tượng của ngài không một tay ngài bắt ấn tám Tam muội một gây ngài duỗi xuống không à? để làm gì quý vị tiếp dẫn chứng chúng xem ai bơi tới ngài thì ngài tiếp không à? còn quay lưng với ngài thì ngài chịu đúng không ạ à? À, cho nên trong giáo lý nhà phật có từ tiếp độ có từ hóa độ Chứ không có cái từ cứu rỗi, không có cứu độ. Đây mới là cái điều rất là đặc biệt. Có nghĩa là đòi hỏi mình phải có sự tự, tự lực. À, cái gì? Cái lực của mình, cái gì? Cái nguyện lực của mình, tương ứng với nguyện lực của chứ. chư Phật. Thì mình ở đâu là cực lạc, nó ở. Ở đó, nó một cách dễ hiểu. Tránh báo ở đâu thì y báo nó ở. Ở đó, thầy giải thích lại một chút xíu để cho quý vị rõ. Bây giờ thầy quay lại cái chủ đề của mình là sự truyền truyền thừa vì sao mà thầy nói ở việt nam pháp môn tịnh độ có từ rất sớm thậm chí trước cả Trung hòa là bởi vì khoảng thế kỷ thứ hai trong mâu tử lý Hoặc luận cũng nói về gì quý vị cũng nói về niệm niệm phật hay không ạ à? ờ, trong lục độ tập kinh từ thời của ngài khương tăng hội thế kỷ đầu thế kỷ thứ ba cũng có nói gì, gì quý vị cũng có nói về niệm niệm phật à, mãi tới thế kỷ thứ năm tương đương với thời của sơ tổ huệ viễn bên trung hoa đó thì uh, trong sự nghiên cứu còn lại sáu cái lá thư của ngài đàm hoàng cũng như là sự ra đi uh, cái chết của đàm đàm hoàng đó chứng tỏ rằng giáo lý tịch độ niệm phật đã có từ việt nam rất là là sớm nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đó à, kinh sách để mà ghi lại tất cả những cái sự truyền thừa nó không rõ gần như là nó nó bị mất khá nhiều thậm chí mãi tới sau này rất nhiều những tác phẩm của đời đời lý đời trần cũng bị đốt hết à, bị tướng trương phụ của nhà Minh đó, à, đem về kim lan thiêu hủy hết cho nên chúng ta mất rất nhiều những kinh sách không có những gì kinh sách ghi lại một cách rõ ràng sự truyền thừa của chứ Chí tổ nhưng mà về giáo nghĩa đó quý vị thấy thời đinh đời lê tiền lê đấy mà đời lý đời đời trần à, giáo nghĩa tịnh độ được ban bạc trong tất cả các thời khóa tụng cũng như trong những hành nghi của chí chí tăng mà rất nhiều những kinh sách còn ghi ghi lại chẳng hạn như vua lý thánh tông đã từng à, à, tạo một bức tượng phật a di đà hả mà từ đề lý quý vị nha vị sư đầu tiên của đời đề lý và pho tượng đó hiện tại vẫn còn được thờ à, tại chùa vạn phúc ở bắc ninh rồi sau này đó đời trần có an nam tứ khí trong an nam tứ khí đó tức là bốn cái 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 báu vật của đó, an nam đó thì trong đó đó à, cũng có một tượng phật a di Di đà hiện tại được thờ tại chùa Quỳnh Lâm ở Đông Triều Quảng Ninh phải không quý vị? ấy như vậy là tượng Phật A Di Đà cũng đã có từ rất sớm ở Việt Nam và quý vị biết là à, trong khóa hư lục đó của vua Trần Thái Tông đó, vị à, vua đầu tiên của nhà Trần đó, thì trong đó cũng có rất nhiều những gì, những à, bài viết trong đó có luận gì, luận niệm niệm Phật luận tỏa thiền luận niệm niệm phật và luận niệm phật vẫn nói rất kỹ về gì về sự tu học của uh, những cái giáo nghĩa mà vua trần thế tông để lại cho chúng ta bây giờ uh, tác phẩm khóa hư lục rất là nổi tiếng quý vị nói về tình độ rất là là hay trong các vị thiền sư si của các tông phái đó như quý vị nghe đó, học sử quý vị sẽ thấy đó ở việt nam chúng ta có thiền dòng thiền tỳ ni đa lưu lưu chi nè dòng thiền vô ngôn thông là dòng thiền thảo đường là dòng thiền trúc lâm yến yên tử nè thì trong đó cũng có những vị thiền sư à, ví dụ như là thiền sư uh, thiền sư đạo lực thì phải tôi nhớ không lầm thì ngài cũng là gì đắc được niệm phật tam muội hả mà à, thuộc uh, vị thiền sư thứ bảy thuộc dòng thiền vô ngôn ngôn thông thiền sư trì bát của dòng thiền tì ni đa Lưu, lưu chi cũng như vậy và tới sau này À, trúc lâm yên tử đó thì à, tất cả những à, à, khóa hành trì tu học của chư tăng trong thiền trúc lâm yên tử đều có đó, niệm phật tùng chú đại bi trì chú vãng vãng xanh mà, cũng có niệm phật a đà và việc lạy phật đó được xem như là một trong những pháp môn hành trì rất căn bản của phật giáo việt việt nam hay mà. đó là tới đời đời trần đó sau này từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14 ha sau này tới thời đại nho giáo độc tôn và tới thiền sư chân nguyên tiếp tục á coi như là à, khắc bản và soạn thảo rất cả những cái kinh điển của phật giáo đời trần đó thì cũng rất chú trọng tới tịnh độ độ giáo cái thời nào đó à, mà phật giáo khó hoàn truyền nhất đó thì tịnh độ tông phát triển thì nhất à, có cái điều đặc biệt như vậy ha. những lúc khó khăn nhất những lúc bị triều đình cấm đoán những lúc bị uh, uh, nạn này nạn kia đó thì những lúc đó là những lúc pháp mưu tình độ được thắp sáng à, rõ ràng hơn ở phật giáo việt việt nam mãi qua đời nguyễn à? cho tới thời pháp thuộc đó quý vị thấy không những cái uh, câu thơ những uh, uh, bản nhạc uh, nói về câu Nam mô về phật rất rất nhiều chẳng hạn như là bài em đi chùa chùa hương hả mà à, rồi những câu thơ gậy trúc dắt bà già tóc bạc lần lần tràn hạt miệng nám nam mô đó à, pháp môn tịnh độ nó ban bạc suốt tất cả chiều dài lịch sử việt việt nam và ngay cả những vị được xem như là thiền sư đó đó là những người họ chuyên tu thiền cũng có nhiều vị xiển dương pháp môn tịnh tịnh độ hoặc là họ nói tịnh độ cách này hoặc là nói tịnh độ cách các khác Chẳng hạn như là Tuệ Trung Thượng Thường Sĩ Được xem như là kiến trúc sư của thiền học đời Đời Trần đó, thầy của vua Trần Nhân Nhân Tông lưu thì ổng cũng nói tới gì? Di Đà, à, tâm nội Di Đà à, Tử mạng khu, đông tây nam bắc pháp, pháp thân chu à, Trường không chỉ kiến cô lưng Nguyệt à, sát hải trừng trừng và mạng thu Phải không ạ? À? À, có người dịch như thế này di Đà vốn thiệt pháp thân ta Nam Bắc Đông Tây khắp chói lòa gì nữa quên nữa à, đêm thu gì đó, chỉ thờ trời, thu rạng gì đó lâu quá rồi thầy thầy không nhớ nhưng mà đại khái là là muốn nói gì giữa bầu trời à, Trống sáng như vậy ha mà không có một gợn mây chỉ chói lòa một cái ánh trắng trắng thu à, cái đó là gì quý vị nói đó là cái nói cái tâm Phật ở trong tâm của chúng chúng sanh Nói chung về mặt lý đó Thì uh, sự truyền thừa Phật giáo Việt Nam vẫn truyền thừa cái giáo nghĩa tịnh độ một cách rất là cụ thể từ xưa đến đến nay nhưng về lý đó thì thường thường nói về cái tự tánh gì Di Đà tức là Di Đà là gì quý vị chính là cái tự tánh thanh tịnh có sẵn ở trong trong mình đó ở chỗ này để thấy rằng giữa thiền và tịnh độ không có sự chống trái với với nhau nha mà uh, và đối với tất cả các kinh điển đại thừa cũng giống như Như vậy Về lý đó Kinh điển có thể nói thế này Có thể nói thế khác Có thể nói cách này Có thể nói cách khác Có thể dùng từ ngữ này Dùng từ ngữ người khác Nhưng chủ yếu là để chỉ cho Cái tự tánh thanh tịnh có sẵn ở trong Trong mình Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tánh à, Kinh Lăng Nghiêm gọi là chớn Chớn tâm duy thức gọi là như lái như lái tạng thì pháp môn tình độ gọi là gì quý vị gọi là gì tự tánh dí di đà mà à, gọi là tự tánh dí di đà chứ không có cái gì khác cả tự tánh di đà là gì quý vị là cái có sẵn ở trong tất cả chúng chúng sanh phù duy tâm lạc quốc phổ biến thập phương tự tánh di đà viên dung nhất trí diệu ứng với sắc thanh chi cảnh lưu quan với tâm mục chi gian từ trung phản vọng quy chân trực hạ bối trần hiệp giác đây là một cái đoạn kinh rất là nổi tiếng trong uh, quy nguyên trực chỉ thầy muốn giảng lại cho quý vị nghe chỗ này đây để nói rằng cái gì quý vị cái pháp môn tịnh độ việt nam chỉ cho cái chỗ nào và chính cái đó làm chủ đạo sự hành trì của mình phù duy tâm lạc quốc phổ biến thập phương à, thế cực lạc ở đâu quý vị thế cực lạc ở đâu ở ngay nơi tâm của của mình quý vị đừng nói tâm là cái gì ở trong đây nha nói là ở trong tâm của mình nhưng mà nó phổ biến thập thập phương có nghĩa là nó có mặt cùng khắp tất cả mười mười phương Nghe thế đó không à? phổ biến thập phương tự tánh di đà viên dung nhất trí tự tánh di đà là một cái trí tròn sáng viên dung Viên dung tức là tròn đầy quý vị ha à, Tự tánh di đà viên dung nhất trí Mà nó ở đâu Diệu ứng ngươi sắc thanh chỉ cảnh Đừng nói trong tâm nữa Nói là là tịnh độ là đây đây là tịnh độ Đó không phải là tông chỉ của của pháp môn mình Đấy không à? Đây là tịnh độ tịnh độ là đây Tấm ở chỗ nào Ở đây nói rất là rõ ràng Diệu ứng ngươi sắc thanh chi cảnh Tức là gì quý vị Nó ứng hợp một cách vi diệu Ngay nơi các cảnh sắc Sắc thanh đó Cảnh sắc thanh là cảnh nào quý vị? Cảnh mắt thấy tai Tai nghe đó Mắt thấy sắc tai nghe Nghe tiếng mũi ngửi hương Lưỡi nếm vị thân xúc Xúc chạm ý phân biệt Tự tánh gì đã nó đâu Ở ngay chỗ mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm Gọi là diệu ứng Ư ừ sắc thanh chi cảnh Tức là đã ứng hợp một cách vi diệu Ngay nơi các cảnh sắc thanh đó Lưu quan ngươi tâm mục trí gian giữa cái chỗ gì chỗ mắt thấy tai nghe đó và cái tâm mình đó làm một cuộc hồi quang phản phản chiếu tức là quay trở về với chính Chính mình thấy không ạ à? bây giờ thầy nhìn thấy hoa sen này thấy thấy gì quý vị thấy màu hồng đẹp thấy màu trắng đẹp và mình bị chạy theo theo nó mà theo đó tức là chạy theo vọng trần có nghĩa là mình bị vọng trần nó kéo mình Mình đi Còn tự tánh Di Đà là gì? Đó ở đâu? Ở cũng ngay nơi chỗ mình Mình thấy đó, ngay nơi chỗ mình Mình nghe đó, nhưng mà mình làm một cuộc trở Trở về Lưu qua ngươi tâm một trí Chị già cái vị hiểu không ạ à? à, Tự trung phản vọng quy chơn, Trực hạ bối trần hiệp giác Nói tóm lại không có gì khác hơn Là bỏ cái vọng trở về với cái Cái Trần ngay nơi đó là quay lưng với trần cảnh và hiệp với sự giác giác ngộ chứ bây giờ đừng cứ tưởng đâu nhắm mắt bịt tai là niệm phật mà chỗ mắt thấy chỗ tai nghe là là phật thầy niệm hương thầy có nghe một cái chữ này thầy rất là thích đó. là gì quý vị xúc xứ phóng hào quang nghe câu này chưa à, trong cái bài niệm hương nó xúc xứ phóng hào quang vi thoại vi tường ngưỡng khải pháp trung vương đó xúc xứ là gì quý vị là ngay chỗ mình á, tiếp xúc chỗ mắt thấy chỗ tai nghe chỗ mũi ngửi lưỡi ném đó gọi là xúc xứ chỗ nào cũng gì quý vị cũng phóng hào quang cả đó nghĩa là sao thấy gì cũng phật cả nghe gì cũng phật cả phật là cách nào mình phải tập gì phải tập lần lần niệm phật 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 nhìn thấy ai cũng cũng phật khó không ạ à? họ nhưng mà chúng ta phải tập như vậy chúng ta phải tập như vậy đó mới thực sự là người biết niệm niệm phật bây giờ quý vị lên facebook nè lướt tiktok nè người ta chửi thầy chùa nè chửi phật giáo nè giờ mình làm gì nam mô gì đà phật có nổi sân lên không có nhiều người chửi dễ sợ lắm ví dụ họ chửi cái chùa hoàng pháp này nè thì mình bây giờ mình Phật tử vô pháp mình nghe mình thấy sao? Nam mô vị Phật. Ngay nơi chỗ mình nghe là là Phật. Người ta quay hình ảnh của mấy thầy rất là xấu xí lên trên mạng á. Phải không Chứ mình vô, mình vô, mình thấy thì mình sao? Ngay chỗ mình thấy sao? Nam mô vị đã đạ. Đa Phật. Không có sân, Không có đúng sai. Cái chuyện đó là chuyện chuyện đời, thế gian nó là như như vậy người ta rất nhiều những mục đích để đánh phá mình phải không ạ à? rồi mình sao mình cũng nhảy vô ừ đúng rồi ha <laughs> à, à, vua theo theo họ phải không ạ à? hoặc là về buồn rồi về giận rồi qua hàng xóm bên đây tôi buồn quá bà ơi trời ơi trên mạng nó nói quá trời trời luôn tôi mắc cỡ tôi xấu hổ quá bà ơi tôi phật tử mình đi chùa sao tự nhiên thấy vậy Chi mẹ vậy phải không ạ à? Mà quan trọng là gì? Chỗ nào mình cũng Phật hết trơn Gặp người ăn mày mình cũng A-di-đà đã... Phật. Ta nói đêm nay trời sẽ sụp tận thế thì sao? Nam mô A-di-đà Phật. Ngay chỗ mắt thấy chỗ tái, tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý phân, phân biệt Phật, 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 Phật. Đúng không ạ? À? gọi là xúc xí phóng hào quang đó quý vị tu được như vậy đó chỗ nào cũng gì cũng phóng quang cả thầy nhắc lại từ tánh di đà viên dung nhất thí diệu ứng như sắc thanh chi cảnh câu này là hay lắm nó ứng hợp một cách vi diệu nơi cảnh sắc thanh chứ không phải nhắm mắt bị tai mà quan trọng ở chỗ mắt thấy chỗ tai, tai nghe chỗ mũi gửi lưỡi nếm mình làm một cuộc gì trở trở về Thế mà để nơi đó là phật nơi đó không có phiền thì nào ai chửi mình mô phật ai khen mình a à, di đà đà phật vậy mới gọi là tu chứ à, đó là mình trở về với tự tánh gì di đà có sẵn ở trong tâm mình đó là phật tánh đâu đâu xa cả đó là từ mà pháp hoa gọi là phật phật tánh lắc nghiêm gọi là chứng Chứng tâm hả mà duy thức gọi là như lái lại tạng những thứ đó có sẵn ở trong trong mình quý vị À, có sẵn ở trong mình Đó là mình tu thôi Cho nên chẳng phải quý vị đến đây Quý vị một ngày Quý vị niệm được bao nhiêu câu Câu Phật Ngọc quan trọng Ngay chỗ mắt thấy tai nghe của quý vị hàng ngày Chỗ nào mình cũng Phật hết Cho nên người ta chửi mình không sao cả Người ta khen mình thì cũng vậy Vậy thôi Làm sao cho những phiền não Của tham lam Của sân hận Của xí Xê mê được lắng xuống Bởi danh hiệu a dí vậy mà pháp môn niệm Phật xin thưa không phải là của đại thừa sau này mà kinh điển nguyên thủy cũng dạy chúng ta tu pháp môn niệm niệm Phật à, vừa rồi thầy có giảng à, 10 niệm trong à, kinh tăng nhất a hàm đó thì cái niệm đầu tiên là niệm gì niệm Phật niệm Phật niệm pháp niệm niệm tăng à, niệm thí niệm giới niệm thiên hả mà niệm ăn ban niệm Hưu tức niệm thân và niệm Niệm tử thì cái đầu tiên phải là niệm phật nghe đúng như triệt ngộ đại sư dạy chúng ta đó tất cả chúng sinh từ đẳng giác trở lên mới đạt được cái vô niệm còn từ đẳng giác trở xuống đó thì tất cả chúng sinh ai cũng ở trong hữu niệm cả nghe rõ không ạ à? quý vị biết đẳng giác là sao biết không đẳng giác là ở đâu quý vị không đẳng giác là sắp thành Phật rồi đó không mà phải vượt qua thập địa rồi mới lên đẳng giác diệu giác rồi mới tới tới Phật đó. thập địa Bồ Tát đó quý vị nha là ở cái bậc cao kệ đó đó mới đạt được cái gọi là vô vô niệm còn tất cả chúng sinh ai cũng ở trong hữu hữu niệm hữu niệm là gì quý vị là có niệm bây giờ quý vị ngồi đó quý vị có niệm không có không niệm này thì niệm niệm mới kia Ngồi đây nhưng mà nhiều khi niệm gì? Niệm cháu nội ở nhà <laughs> Sáng nay không biết là nó ăn gì ha mà à, Có ai chở nó đi học hay? Hay không? Ngồi ở đây Nam Mô Di Đà Đà Phật nhưng mà thật ra niệm gì không biết Bữa nay vàng lên giá gì xăng lên giá hay gì đó ha mà Đủ thứ thứ cà phê lên Lên giá đúng không quý vị? Ngồi đây mà niệm gì? Không biết chính trường Việt Nam bữa nay nó ra làm làm sao ngồi đây mà nói trời ngồi kia nó nóng dữ quá làm sao mà họ chịu chịu nổi nghĩa là lúc nào quý vị cũng có một cái niệm ở trong trong đầu hễ không cái niệm này thì niệm cái cái khác hễ không niệm phật thì niệm chín chín cõi hả mà có mười cõi mà phật bồ tát duyên giác thanh văn trời người atula súc sanh ngạ quỷ và địa địa ngục hễ không niệm cõi này thì niệm cõi khác Người hiểu như thế Người hiểu được lý này Mà không niệm Phật Thì tôi không tin Đây là lời của Trị Ngộ Đại sư quý vị nha Người hiểu được lý này mà không niệm Phật Thì tôi không không tin Bởi vì sao vậy không niệm Phật thì niệm má Không niệm Phật thì niệm Niệm quỷ mà không, không nhớ cái này thì sẽ nhớ cái Cái kia người hiểu được lý này mà không niệm Phật thì tôi không tin Bởi vì mình niệm Phật thì gì quý vị về với với phật niệm ma thì về với với ma không trong kinh dạy rất là rõ ràng ngọc ma ni thả vào nước đục nước đục trở thành trong câu niệm phật thả vào tâm chúng sinh tâm chúng sinh hóa thành tâm phật đó không ạ à? bây giờ cái đụng cái gì mình cũng tham sân sân si hết á đụng cái gì cũng gì quý vị cũng nổi tam bành lục lục tặc lên hết thì tốt nhất là nam mô a di -đà, đà phật ai nói mình ngu dốt a di đà phật ai chê mình tiêu cực a di đà phật vậy thôi đẹp vô cùng luôn quý vị ha cuộc đời này nó bình yên biết bao bao nhiêu hả mà chứ bây giờ cuộc đời này rốt cuộc về làm gì người ta đem trí khôn để rồi làm gì để lừa lọc nhau mà người ta thành ông này bà bà nọ cũng để làm gì quý vị cũng để lừa lọc với nhau cuộc đời này nó, nó 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 bi đát quá rồi có nhiều người họ hiểu Phật giáo một cách rất mơ hồ nhưng mà họ cứ tưởng đâu là họ hiểu Phật giáo ghê lắm à, thậm chí có những giáo sư đại đại học họ giảng về triết lý Phật Phật giáo họ nói ghê lắm họ nói lão giáo thì à, à, tiêu sái khổng giáo thì à, thì gì hữu vi rồi phật giáo thì tiêu cực tôi hỏi Gi giáo sư nói sao phật giáo tiêu cực Gi giáo sư nói sao quý vị biết không thì đó vô chùa nghe nói khổ không mày bước vào giới lý đạo phật thì nghe nói khổ nào là sanh khổ bệnh khổ già khổ chết chết khổ yêu nhau mà xa nhau là khổ ghét nhau mà gặp nhau cũng khổ cầu không được là là khổ mang cái thân năm ấm này là khổ cho nó bước vô chùa là nghe toàn chỉ chỉ khổ phải tiêu cực đó sao tôi nói với giáo sư học đọc được tam tạng kinh điển giáo sư đọc được mấy trang mà chỉ có mấy câu mà giáo sư gói hết cái cái giáo lý của đạo Phật là tiêu cực là xa lánh cuộc đời vậy trời ơi ông Phật ông nói tứ diệu đế ông nói gì quý vị đây là À, khổ phải không ạ à? đức phật chỉ là hết cái khổ của thế nói hoài mà mình còn chưa thấy thấy khổ nữa phải không quý vị à, nói đây là khổ rồi sao nữa rồi khoanh tay bó gối rồi nhắm mắt đưa chân à có không không đức phật nói đây là nguyên nhân của của khổ đây là sự diệt diệt khổ đây là con đường phương pháp diệt trừ nguyên nhân của phải không quý vị à, tứ diệu đế là mà Họ mới thấy có đế này à Cái họ nói Phật giáo tiểu Không có Ông Phật ông bao giờ ông, nói ra cái khổ này để rồi mình nhắm mắt suối Sư tay mình úp mặt quay lưng cả Đạo Phật rất tích cực quý vị nha Đây là khổ Đây là về nguyên nhân của Của khổ Đây là sự diệt khổ Và đây là con đường diệt Diệt khổ rất là rõ ràng Đọc lom lem được vài chữ Tưởng đâu mình hiểu hiểu biết tóm tắt Phật giáo trong gì trong vài câu đó là mới đúng là kẻ gì quý vị kẻ ngu <laughs> giáo lý nhà Phật rất là gì quý vị rất là tích cực nhưng mà đó tại vì người ta mới nghe sơ sơ thôi người ta không biết hả mà rồi người ta gì người ta lầm tưởng như như vậy tại vì nói hoài đó mà họ cũng không hiểu cho nên Phật phải nói hoài hả mà nói đây là khổ mà đâu có chịu nghe đâu Quý vị thấy đời khổ không? Khổ không? Ai thấy khổ giơ tay xem coi. Ù ừ, ai cũng thấy khổ hết á, không có đâu. Mình tưởng vậy thôi. Mình thấy nó gì quý vị? Mình thấy nó vui. Thấy không ạ? Mình thấy tiền là là vui. Quý vị thấy tiền vui không? Vui. Mình thấy tình là là vui ha mà. Yêu là khổ, không yêu là là lỗ thà chịu khổ chứ không chịu lỗ trời ơi cho nên đức phật phải làm gì quý vị tam châu thiết pháp thị chuyển khuyến chuyển chứng chuyển đây là khổ chỉ ra cho mình thấy đây là khổ các ngươi nên biết gọi là khuyến chuyển đây là khổ ta đã biết đó là chứng chứng chỉ gọi là tam châu thiết pháp quý vị nó hoài mà mình vẫn thấy nó vui tôi cũng thấy nó vui quý vị cho nên tôi mới đi vòng vòng vậy thôi chứ tôi thấy nó khổ là tôi biết làm gì rồi trong trong ba hàm nói chỉ có những bậc thánh thanh tịnh vô lậu mới nhận thức cuộc đời là đau đau khổ chúng sinh nhìn thấy cuộc đời á, giống như những đứa trẻ nhìn thấy giọt mật trên đầu lưỡi dao á. mật nó sao quý vị ngọt ngọt cho đến lê lưỡi nó liếm mà nó liếm thì sao đứt lưỡi ha mà nó khổ hoài đó mở miệng mình cũng la khổ khổ quá khổ quá nhưng mà thấy tiền là nhào vô liền thấy tình là nhào vô vô liền à tôi nói điều này tôi nói đi nói lại hoài bởi vì cái sự nhận thức nó quan trọng lắm có bà phật tử đó hồi tôi còn trẻ đó bà lên chùa bà gặp tôi với nó trời ơi, sao thầy đi tu hạnh phúc quá cuộc đời thầy nó tuyệt vời quá nó sướng quá Trời có có thằng con ở nhà bằng tuổi thầy nó quậy nó phá người ta mắng vốn nó chửi nó bới đồ ôm um, sầm sầm hết đó. Tôi nói vậy hả? Vậy bà cho nó lên chùa tu với tôi đi chắc. Bà nó hơi hơi để nhà lấy vợ cho thầy. À. Họ thấy để nó ở nhà lấy vợ là vui. Sinh con đẻ cái là là vui nói giỏi tông đường, nhà cao cửa rộng là là vui trong khi cuộc đời mình đã quá khổ rồi mình biết rồi. Nhưng mà mình lại muốn con mình đi theo con đường của của mình mới lạ kỳ chứ hả không ạ? À? Cho nên thật sự miệng thì nói khổ nhưng mình không thấy Không thấy khổ, mình thấy nó vui Cho nên Phật phải nói hoài, nói hoài Chỉ có những bậc thánh thanh tịnh vô lậu mới nhận thức cuộc đời là đau Đau khổ Còn chúng sinh đó nhìn thấy cuộc đời giống như những đứa trẻ nhìn thấy giọt mật trên đầu lưỡi Lưỡi dao, phải không ạ? À? À, cho nên quay trở lại thật ra tôi nói về sự truyền thừa để chỉ để nói vài câu với quý vị thôi đây không phải là một khảo cứu à, đây chỉ là một buổi nói nói chuyện cho nên tôi nói ông này năm kia rồi không 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 cần thiết nhưng tôi muốn quay trở lại để thưa với quý vị rằng ở Việt Nam không có sự truyền thừa về tịnh độ tông theo nghĩa tổ tổ tướng trường Tuyền nhưng đặc biệt là có sự truyền thừa về giáo nghĩa có nghĩa là giáo nghĩa tịnh tịnh độ pháp môn niệm phật hành trì về tịnh tịnh độ cầu vãng sanh tây phương cực cực là thì cái giáo nghĩa đó được duy trì thậm chí sớm hơn cả trung trung hoa trải qua các thời đại đinh lê lý trần và thậm chí những thời đại những giai đoạn lịch sử việt nam coi như là đen tối nhất coi như là gì ảm đạm đạm nhất càng như thế đó thì giáo nghĩa tình độ càng phát triển nhiều hơn nữa và thậm chí đó nó gì quý vị nó đi vào trong quần quần chúng bởi những gì những tín ngưỡng khác thậm chí tạm gọi là tôn giáo đó ví dụ như đạo hòa hảo có niệm phật không có không ạ à? tôi thấy bên phật giáo hòa hảo người ta niệm phật rất là gì quý vị rất là tinh tấn không ạ à? cao đài họ cũng có niệm niệm phật đạo bửu sơn kỳ hương cũng có niệm niệm phật đạo gì tứ ân hiếu nghĩa gì đó cũng có niệm niệm phật thấy không mà ở việt nam chúng ta đã các hòa thượng đó, sau thời pháp thuộc đặc biệt trong thời đại chấn hưng phật phật giáo thì rất nhiều những kinh điển tịnh độ được thành lập trong đó đặc biệt có cư sĩ hội gì cư sĩ uh, phật học hội gì đó mà của, của ông Đoàn Trung, Trung Còn, cũng dịch Kinh A Di Đà, Kinh Kiếm, Kim Cang nè, rồi các hòa thượng à, như là hòa thượng à, Khánh Anh, tổ Khánh Anh, chùa Phước Hậu ở Trà Ôn đó quý vị ha, ngài dịch à, bộ gì, nhì khóa hiệp, hiệp giải, à, để giải thích hai thời khóa tụng, hai thời công phu của, của mình, và rất nhiều những vị tổ, À, mà sau này có hòa thượng vạn đức tức là hòa thượng trí trí tịnh đó à, gần đây cũng có một vị tôn xưng hòa thượng trí tịnh là sơ tổ của tịnh độ tông việt việt nam thực ra thì thấy nó cũng hơi gì quý vị nó cũng hơi khiên cưỡng bởi vì thực ra việt nam sơ tổ thì gì? thì chắc lâu đời lắm lắm rồi có thể xem hòa thượng như là tổ trung hưng của tịnh độ tông việt nam cũng cũng được mà thôi đừng có sơ đừng có có gì có tam gì hết mà mình luôn luôn khát ngưỡng mình luôn luôn kính trọng tất cả các hòa thượng các bậc thầy đã xiển dương pháp môn tịnh tịnh độ trong đó có hòa thượng thiện thiền tâm với tác phẩm hương quê cực cực lạc hòa thượng trí tịnh cũng vì bộ đường về cực cực lạc rồi đó trích dẫn tất cả những kinh điển để nói về tịnh tịnh độ quy hướng về tịnh độ phải đó là hết sức tuyệt tuyệt vời đây là một cái điều mà, mà thầy muốn chia sẻ với quý vị đó và đó pháp môn tịnh độ đó nó phổ cập trong quần quần chúng và nó gì quý vị nó phù hợp với cái đồng thể đại bi của chư Phật chư Bồ Bồ Tát bị thương xót chúng chúng sinh cho nên pháp môn tịnh độ quý vị nghe không dù cho người đó tạo ngũ nghịch thập thập ác mà tới khi lâm chung quay lại niệm được danh hiệu của Phật cho đến 10 10 niệm thì cũng được Đức Phật tiếp dẫn vãng sanh về tây phương cực cực lạc nữa mà tên đúng là hốt hồi chót đó không ạ à, hút hù chót đó nghĩa là người tạo ngũ nghịch thập thập ác còn có chỗ đó là cái lòng cái đồng thể đại bi của chứ chứ phật đó thiền á là nói về trí mà trí chỉ là dụng của chứ chứ phật còn tịnh độ tức là bi mà bi mới là đồng thể của chứ chứ phật ừ, tất nhiên rằng mình không phải chỉ ngồi nam mô di đà phật không thôi đâu phải không ạ à? trong kinh di đà cũng vậy mình rất là rõ ràng vậy bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân nhân duyên đất sanh bị quất đâu phải chỉ có chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia đâu mà muốn có thiện căn phước đức nhân duyên là phải làm gì quý vị thọ tam quy trì ngũ ngũ giới bố thí cúng cúng dường làm phước đó là những trợ duyên hả à mà cho cái chánh hạnh niệm phật của mình nó được kiện kiện cổ à. trong tịnh đội nó có một cái thuật ngữ rất là hay là thụ cùng hoành biến thụ tức là gì quý vị thấy không thụ là chiều dọc đây nè hoành là chiều chiều ngang hả mà chiều dọc này là chịu cho thời gian chiều ngang là chịu cho không không gian thụ cùng hoành biến có nghĩa là gì quý vị đứng về thời gian đó à, cung khắp ba đời ba đời nào quá khứ hiện tại và vị vị lai hoành biến Tức là đứng về không gian đó Là biến khắp mười Mười phương Đông, Tây, Nam, Bắc Đông, Nam, Tây, Nam, Đông, Bắc, Tây, Bắc Phương Thượng và Phương phương Hạ Cho nên một câu Nam Mô Di Đà Phật đó Là bao hàm hết tất cả thời gian và không Không gian Một câu Di Đà Phật đó bao hàm hết Tất cả các danh Danh hiệu bao hàm hết tất cả Pháp Pháp Môn Cho nên ai nói gì thì thì nói hay mà mình là phật tử tu pháp môn tịnh tịnh độ thì nhắc lại nha không có cái tịnh độ tông mình không có cái gọi là tông nhưng mình có cái giáo nghĩa truyền thừa rõ rõ ràng mình là người tu theo cái pháp môn tịnh độ niệm phật a di di đà ai nói gì nói mình kỹ nam mô a di đà phật, được không ạ à? vậy thôi chứ có sợ gì nữa đâu có lo gì nữa đâu Bây giờ mình nguyện là nguyện sanh tẩy tây phương hả mà à, tin không tin quan trọng là phải tin thì bây giờ niệm niệm được chân nào đó thì thì niệm đúng không quý vị à mà quý vị niệm nhiều chân nào thì quý vị đỡ phiền não nhiều chân chân nãy à, niệm như thế nào thì đó không phải là nội dung của bưu giảng này nhưng mà thầy chỉ muốn nói ai nói gì thì nói mình kỷ nam mô a di đà là phật đó mà Thầy nhớ chùa Hoàng Pháp này có câu thơ hay lắm à Khi ăn cũng niệm gì Di đà Đến khi đi ngủ cũng nghe nga Nga nằm dù rằng việc gấp như tên Thâu đêm suốt sáng không quên gì Di đà Bởi vì A Di đà là gì quý vị <laughs> Thầy nhắc lại A Di đà là gì Tiếng Phạn là Amita Amita có nghĩa là Vô Vô lượng thọ nữa Vô lượng quan đó. Thầy nhắc lại hoài Amita chỉ có nghĩa là vô lượng, ha mà chỉ có nghĩa là vô vô lượng. ba mới là vô lượng quang. Amita yus là vô lượng thọ. Còn Amita là vô vô lượng. Mà đã là vô lượng thì cái gì cũng vô vô lượng thọ mạng vô lượng, hào quang vô lượng, trí tuệ vô lượng, biện tài vô vô lượng, công đức vô vô lượng. Thế mà tại sao quý thầy hay giảng là thọ và quang này, quý vị? Vì thọ là chỉ cho thời thời gian, quang là chỉ cho không không gian a di đà là bao hàm hết tất cả thời gian và không không gian thấy không ạ à? cho nên là mình cứ nam mô a di đà phật được chưa ạ à? lâu lắm rồi được trở về lại với đạo tràng Hòn pháp thì muốn chia sẻ vài cái pháp thoại quý vị cho vui ha chúc quý vị à, tinh tấn giữ vững niềm tin vào pháp môn mình đang tu tu học và đem những cái hiểu biết của mình hả mà? Để khuyến tấn à, Mọi người cùng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật